Now let us turn our attention to how Paul's letters were structured. Bây giờ chúng ta sẽ lưu tâm sang việc là các cái lá thư của Paulo được cấu trúc là sao. Writers of letters in the Greco-Roman world tended to structure their works in similar ways. Những người viết thư trong thế giới Hy Lạp có cái xu hướng viết cái thư của mình trong những cách giống nhau. Some of these methods for structuring letters were dictated by the letter form itself. Một vài trong số những cái phương pháp đưa ra cái dàn ý của cái lá thư đó là do cái chính cái hình thức viết thư đó nó quy định. While others were determined by the rhetorical needs that letters were often designed to address. Trong khi một số phương pháp khác thì là bị ảnh hưởng bởi những cái nhu cầu về hùng biện mà cái lá thư đó được đưa ra để đáp ứng, mà cái lá thư đó cần phải đáp ứng. It seems that Paul's general practice was to follow these conventions. Và có vẻ như là cái cách viết thư nói chung của Paulo là cũng theo những cái biện pháp như vậy. But he felt free to alter them in order to meet the needs of the congregations to which he wrote. Tuy nhiên, ông có vẻ như cũng cảm thấy rất là tự do để thay đổi cái thứ tự nhằm đáp ứng những cái nhu cầu của những cái hội chúng mà ông viết thư cho. The typical Greco-Roman letter had an introduction, a prayer or wish, a body, and a conclusion. Một cái lá thư Hy Lạp điển hình thì sẽ có thứ nhất là lời mở đầu này, lời cầu nguyện hay là lời chúc này, sau đó là đến thân bài này và sau đó là đến kết luận. The introduction of a letter would first identify the sender or senders. Phần mở đầu của một lá thư trước hết sẽ nêu ra cái người gửi, một hoặc là nhiều người gửi. It would then identify the recipient or recipients. Và sau đó nó sẽ nêu ra người nhận hoặc là những người nhận. Then it would offer a greeting, usually the Greek word kyrene, which means greetings. Và sau đó nó sẽ đưa ra lời chào hỏi, thông thường là dùng cái từ trong tiếng Hy Lạp là kyrie, có nghĩa là lời chào thăm. Paul commonly expands the sender identification. Thông thường thì Paulo cũng mở rộng cái phần xác định, cái phần mà nói về người gửi. And he sometimes expands the identification of the recipients. Và đôi khi ông cũng mở rộng cái phần nói về những người nhận. These expansions give the reader advanced warning about Paul's persuasive strategy. Và những cái sự mở rộng ấy cho người đọc một cái sự cảnh báo trước về cái chiến lược thuyết phục của Paulo. Paul also alters the greeting. Paulo cũng thay đổi cả lời chào thăm nữa. He incorporates both Jewish and Greek elements to produce his customary grace and peace to you. Ông tích hợp cả cái yếu tố Do Thái lẫn yếu tố Hy Lạp để rồi đưa ra một cái lời chào thăm rất là truyền thống của ông, đó là ân điển và bình an cho anh em. In Greek it is pronounced charis humen kai eirene. Trong tiếng Hy Lạp thì nghe nó như vậy đó. Can you repeat in the Greek? Charis humen kai eirene. Vâng. Trong tiếng Hy Lạp nghe nó như vậy. The second section in the typical Greek Greco-Roman letter was the expression of a wish for good health or a prayer for good health. Cái phần thứ hai trong một cái lá thư Hy Lạp điển hình thì sẽ là cái diễn đạt một cái lời ước muốn cho sức khỏe tốt, lời chúc sức khỏe tốt hoặc là một lời cầu nguyện cho sức khỏe tốt.
Paul often alters this section to express a prayer of thanksgiving for a congregation, for the congregation to which the letter is being written. Paulo cũng thường thay đổi cái phần này để diễn đạt cái lời cầu nguyện tạ ơn của ông cho hội chúng mà ông đang viết thư gửi đến. In Galatians, he substitutes a statement of the problem that he wanted to address where one would expect a prayer or thanksgiving to be. Riêng trong thư Galati thì ông lại thay bằng một cái câu tuyên bố là cái vấn đề, câu tuyên bố là nan đề ở tại cái chỗ mà thông thường thì người ta chờ đợi là cái chỗ đó sẽ là có lời cầu nguyện hoặc là lời tạ ơn. That's chapter 1 verses 6 through 10 of Galatians. Đó là trong chương 1 từ câu 6 đến câu 10 đó. Once again, Paul uses this section to anticipate the argument that he will make in the body of the letter. Một lần nữa chúng ta thấy rằng Paulo sử dụng cái phần này để báo trước về những cái lý lẽ mà ông sẽ đưa ra trong cái phần giữa của lá thư, trong phần thân bài. The body of the letter is where the sender or senders express whatever it is that they want to communicate to the recipient or recipients. Vâng, và cái phần thân của lá thư đó là cái chỗ mà người gửi hoặc là những người gửi diễn đạt cái điều mà người ấy hoặc là họ muốn truyền đạt cho người nhận. It has often been argued that the body of Paul's letters can be divided into two sections, the theological argument and the ethical or practical application. Đã có rất nhiều người đưa ra ý kiến cho rằng cái phần thân lá thư của Paulo có thể được chia thành hai phần. Thứ nhất là luận cứ thần học và cái thứ hai là áp dụng về luân lý hoặc là chăn bảy. Romans and Ephesians are the best examples of this pattern. Và thư Roma và thư Ephesio có lẽ là những cái ví dụ tốt nhất cho cái mô hình đó. However, the reader must be aware that Paul sometimes interweaves theological argumentation with practical application. So, for example, in Galatians. Yeah. Mặc dù vậy, người đọc có lẽ cũng cần phải ý thức được rằng là đôi khi Paulo đan xen những cái lý lẽ, những cái luận cứ thần học với lại cái sự áp dụng thực tế. Một cái ví dụ cho điều đó chúng ta có thể thấy ở trong thư Galati. And sometimes, as in 1st and 2nd Corinthians, the movement from argument to application plays no role in the letter structure. Và đôi khi, chẳng hạn như là trong thư Corinto thứ nhất và trong thư Corinto thứ nhì, thì chúng ta thấy rằng cái việc di chuyển từ lý thuyết hay là từ lý luận đến áp dụng, nó không đóng một vai trò gì cả trong cấu trúc của thư. The final section of a Greco-Roman letter would often summarize the argument of the letter and apply that argument to a practical situation. Và cái phần kết của một lá thư điển hình trong thời Hy La đó thường là sẽ tóm tắt lại cái luận cứ, cái lý lẽ của lá thư và hoặc là áp dụng cái lý luận đó cho một cái tình huống thực tế. Paul would also sometimes use this section to express his affection for specific church members or to commend certain church leaders to the church where he was writing. For example, Romans 16. Và Paulo đôi khi cũng sử dụng cái phần này để biểu lộ cái tình cảm của ông với những cái thành viên nhất định, những với các thành viên của những cái hội thánh cụ thể. Hoặc là đôi khi là giới thiệu những cái người lãnh đạo hoặc là khen ngợi những người lãnh đạo của hội thánh nào đó. Chúng ta có thể thấy cái điều đó ở trong thư Roma chương 16. As we have already mentioned, Paul did not always follow the accepted patterns for letter organization. Như chúng ta đã nói trước đây, Paulo không phải lúc nào cũng đi theo, bám sát theo cái mô hình tổ chức của một lá thư của thời đó. Sometimes, as in 1 Corinthians, he organizes the letter around questions sent to him by a congregation. Đôi khi, chẳng hạn như trong thư Corinto thứ nhất,
thì ông lại tổ chức cái lá thư của mình, ông lại sắp xếp cái lá thư của mình xung quanh những cái câu hỏi mà hội chúng đã gửi đến cho ông. Sometimes a letter's organization is influenced by the problem that Paul is facing in that congregation or in his ministry as a whole. Đôi khi thì cái lá thư lại được sắp xếp theo cái cách là xung quanh những cái vấn đề mà Phaolô đối diện, đang phải đối diện với cái hội chúng ấy, hoặc là với cái hoặc là trong mục vụ của ông nói chung. Sometimes a specific rhetorical need influenced the way that Paul structured a letter. Và đôi khi chúng ta cũng thấy rằng là những cái nhu cầu hùng biện cụ thể đôi khi cũng ảnh hưởng trên cái cấu trúc lá thư của Phaolô. Now, that brings our discussion of Paul as a letter writer to an end. Và đó là cái phần kết của chúng ta trong cái cuộc trong cái sự bàn luận về Phaolô như là một người viết thư. So, why don't we see if while I get the next presentation set up, why don't we see if anyone has any questions over this material or the material on Paul's life. Trước khi tôi chuyển sang phần thuyết trình kế tiếp, chúng ta cùng nhau dành ít phút xem thử xem có ai, có sinh viên nào có câu hỏi không? Bình, cái này em có câu hỏi gì? Em hỏi. Yeah, a question from Hanoi Center. Okay. Xin giáo sư có thể cho biết là lúc nãy giáo sư có chia sẻ là Phaolô có sử dụng trích dẫn của triết gia Aristotle, thì có thể cho biết là Phaolô đã sử dụng ở trong sách nào và trong Kinh Thánh thì trích cái phần đấy ở trong chương mấy, sách nào, chương nào, câu mấy? Question is, you mentioned some time ago that the Paul quotes from Aristotle. Yes. And can you give the reference? Yes, that's Galatians 5:23, where he says, against such things there is no law. That is a quote, and I can't remember from which document in the corpus of Aristotle's writings, but it's a quote from Aristotle. Mm-hmm. Chẳng hạn như là Galati chương 5 câu 23, trong đó cái câu nói rằng là không có luật pháp nào chống lại những sự đó. Thì đó là cái câu trích của Aristotle. Tuy nhiên thầy không nhớ rõ là câu trích trong tác phẩm nào của Aristotle. Okay. Right. Hỏi thêm gì không Bình? Galati chương 5 câu 23 là cái câu đó là trích của Aristotle. Đấy, cái câu đấy là câu trích của Aristotle. Thầy vừa nói thế mà. Nhưng mà cái câu đó, cả cái đoạn là nói về bông trái thanh linh, nhưng mà cái câu mà không có luật nào chống lại những sự đó, thì cái câu đó. Yes. Không, cái câu phần, cái phần 2-3 phần B vậy trong tiếng Việt. Vâng, vâng, cái câu mà em vừa nói đấy, tức là không có luật nào chống lại những sự đó đó. Dạ vâng, xin mời các trung tâm khác, có ai có câu hỏi gì ạ? Hoặc là Hà Nội, có ai có câu hỏi gì nữa không? Okay. Do we have any other questions or can we move on to the next section? And wait for 1 minute more. Okay, all right. Dạ, có trung tâm nào có câu hỏi không? Chúng ta sẽ đợi thêm 1 phút, nếu không có câu hỏi gì thì thầy sẽ thuyết trình phần kế tiếp. Có ai? Anh hỏi á? Aristotle, vậy thì là cái cơ bản nhất của Aristotle. The question here that you mentioned that the letter of Ephesians to Ephesians uh-huh. is based on Aristotle's right orientation.
Yes, that's what has been argued. Yes. Yeah, yeah. And what is the main emphasis or the main thought? But why do they say that? In other words, the reason that people make that argument predominantly is because of the use of what's called a household code in Ephesians 5 and 6, where Paul goes through the various features of household relationships. That was a pattern that Aristotle used in terms of constructing his own ethics. So that's one of the main features of that. I'm not familiar with all of the other sort of similarities that Balch sees between Aristotle and Ephesians, but that's the main one. Cái lý do chủ yếu mà các học giả đưa ra và nói rằng là cái thư Epheso đó có ảnh hưởng của triết học Aristotle, đó chính là cái phần ở trong chương 5, chương 6, ở trong cái phần mà bàn luận về các cái mối quan hệ trong gia đình. Thì cái phần đó nó có rất là nhiều điểm tương đồng với lại luân lý học của Aristotle về các cái mối quan hệ trong gia đình. Thảm bạn chưa? Có câu hỏi thêm gì không ạ? Okay. Very good. All right. It seems like no more questions. All right. All right. Yeah. So let's move on to part 3, section C, and talk about perspectives on Pauline studies. Vâng, nếu như không có câu hỏi gì nữa thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần C của phần 3 đấy, mục C của phần 3. Và chúng ta sẽ nói về các cái quan điểm trong nghiên cứu về Phaolô. For 450 years after the Protestant Reformation, there was substantial agreement on the issues that the Apostle Paul confronted in his ministry and on the basic outlines of his teachings, at least among Protestant scholars. Trong khoảng 450 năm sau cuộc cải chánh tin lành, thì nhìn chung là có cái sự đồng thuận đáng kể về các vấn đề mà sứ đồ Phaolô đã phải đối diện trong chức vụ của ông, cũng như là những cái dàn ý cơ bản trong sự dạy dỗ, những cái ý cơ bản trong sự dạy dỗ của Phaolô, ít nhất là giữa vòng các học giả tin lành là như vậy, là có sự đồng thuận, tương đối đồng thuận. Approximately 50 years ago, however, New Testament scholars began to reconsider what they thought they knew about the Apostle Paul. Vâng, tuy nhiên là khoảng gần 50 năm trở về trước, thì các học giả Tân Ước bắt đầu xét lại những cái điều mà họ nghĩ rằng họ biết về vị sứ đồ này. This reconsideration was anticipated by the publication of Christer Stendahl's article Paul and the Introspective Conscience of the West. Và cái sự xét lại này được khởi xướng bởi sự xuất bản của một bài báo của một học giả có tên là Christer Stendahl. Bài báo có tựa đề là Phaolô và lương tâm introspective. You mean introspective? Yes. Introspective, focused on the internal person. Phaolô và lương tâm nội tại của phương Tây. Although Stendahl's conclusions are somewhat problematic, his article was still important because it raised the possibility that New Testament scholars weren't so much interpreting what Paul meant as they were imposing their own cultural biases and their own theological questions on Paul.
Vâng, tôi nhắc lại cái tên của cái bài viết đó là Phaolô và lương tâm nội tại nội quan gì đó của phương Tây. Và mặc dù những cái kết luận của Stendhal nói chung là cũng có vấn đề thế nào đó, tuy nhiên cái bài báo của ông vẫn là rất quan trọng, bởi vì nó đặt ra một cái khả năng là các học giả Tân Ước đã không thông giải được cái hàm ý của Phaolô khi mà họ đã áp đặt những cái thiên vị hay là những cái định kiến về văn hóa và những cái câu hỏi thần học của chính mình trên ông, ám chỉ trên Phaolô. The reconsideration of Paul began in earnest with the publication of E.P. Sanders' book Paul and Palestinian Judaism in 1977. Và sự xét lại về việc nghiên cứu về Phaolô đã bắt đầu diễn ra một cách nôn nả hơn với sự xuất bản của một cuốn sách của Sanders, E.P. Sanders. Sách đó có tên là Phaolô và Do Thái Giáo ở xứ Palestine. Và cái sách này được xuất bản vào năm 1977. Since then, consensus in Pauline studies has been incredibly difficult to find. Và kể từ cái năm này thì rất là khó để tìm thấy sự đồng thuận trong những cái nghiên cứu về sứ đồ Phaolô. The landscape of Pauline studies can be divided into three broad spheres. Và có thể nói rằng là toàn bộ những cái phạm vi nghiên cứu về sứ đồ Phaolô có thể được chia ra thành ba cái lĩnh vực chính. The so-called old perspective on Paul, the so-called new perspective on Paul, and the so-called apocalyptic perspective on Paul. Cái thứ nhất có thể gọi đó là quan điểm cũ về Phaolô. Cái thứ hai đó là quan điểm mới về sứ đồ Phaolô. Và cái thứ ba đó là quan điểm khải thị về sứ đồ Phaolô. These three perspectives differentiate themselves from one another based on how they answer a number of important questions. Và ba cái quan điểm này khác nhau dựa trên cách chúng đưa ra câu trả lời cho một số những cái câu hỏi quan trọng. Và những câu hỏi quan trọng đó bao gồm những câu hỏi như sau. Yep. These questions include the following. Yeah. Đó bao gồm những cái câu hỏi như sau. Okay. What were the core teachings of Second Temple Judaism? Những sự dạy dỗ then chốt hay là những sự dạy dỗ cốt lõi của Do Thái Giáo thời kỳ đền thờ thứ hai là gì? Who were Paul's opponents, particularly in Galatians and Romans, and what can we know about them? Câu hỏi thứ hai, những người chống đối Phaolô là ai? Cụ thể là tại Galati và tại Roma. Những người chống đối Phaolô là ai? Và chúng ta có thể biết gì về họ? Đó là câu hỏi thứ hai. What theme or themes constitute the core of Paul's thought? Chủ đề hoặc là những chủ đề nào tạo nên cái cốt lõi tư tưởng của Phaolô? How did Paul understand the nature of God and what did he think God was trying to accomplish in Christ? Đó là câu hỏi thứ ba. Và câu hỏi thứ tư đó là Phaolô hiểu như thế nào về bản chất của Đức Chúa Trời? Và Phaolô nghĩ sao? Nghĩ gì về việc và theo Phaolô thì Đức Chúa Trời đang cố gắng hoàn thành cái điều gì trong Đấng Christ? How should particular Pauline expressions like works of the law be understood? Câu hỏi tiếp theo, đó là những cái cụm từ cụ thể của Phaolô, những cụm từ điển hình của Phaolô, chẳng hạn như là việc làm của luật pháp, những cái cụm từ kiểu như vậy, cần phải được hiểu như thế nào? One of these phrases is translated by some as faith in Christ,
whereas others translate it as faithfulness of Christ. Hoặc là những cái cụm từ mà có người thì dịch là đức tin trong Đấng Christ, có người thì lại dịch là sự thành tín của Đấng Christ. Đó, những cái cụm từ như vậy cần phải hiểu như thế nào. And then, how does Paul use the Old Testament to construct and communicate his teachings? Và câu hỏi tiếp theo đó là Phao-lô đã sử dụng Cựu Ước như thế nào để xây dựng và truyền đạt những sự dạy dỗ của mình. So now let's turn our attention to the old perspective. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem xét về cái quan điểm cũ về Phao-lô. The origins of the old perspective on Paul are hotly debated. Nguồn gốc của quan điểm cũ về Phao-lô nói chung cũng bị tranh cãi rất nhiều. Opponents of this perspective argue that it originated in the teachings of Martin Luther and the other reformers. Những người chống lại quan điểm này cho rằng cái quan điểm này bắt nguồn từ những sự dạy dỗ của Martin Luther và những nhà cải chánh khác. Advocates of this perspective, however, argue that it can be found in a number of sources from the first five centuries of the church's history. Còn những người ủng hộ cho cái quan điểm cũ, tuy nhiên, thì lại cho rằng cái quan điểm này có thể được tìm thấy trong một số những cái tài liệu của các giáo phụ, tức là những cái tài liệu từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ năm trong lịch sử của Hội Thánh. Regardless of which one of these opinions is true, the view found its most recognizable form during the Protestant Reformation. Dù có quan điểm thế nào đi nữa, thì cũng có thể thấy rằng là cái quan điểm này về Phao-lô dễ nhận ra nhất là trong cái thời kỳ cải chánh. Today, it is probably a minority viewpoint among scholars, but scholars such as D.A. Carson and Thomas Schreiner still defend it. Ngày nay, có lẽ bây giờ cái quan điểm này đã là quan điểm thiểu số, nhưng mà một số học giả cũng khá nổi tiếng, ví dụ như là D.A. Carson và Thomas Schreiner vẫn bảo vệ quan điểm này. And I should add that it is still very influential in the church and among ministers. Và tôi cũng phải bổ sung thêm rằng là cái quan điểm này vẫn đang rất phổ biến trong các hội thánh và các mục sư, những người hầu việc Chúa. The old perspective on Paul argues that the apostle was in constant conflict with Judaism in general and with certain Jewish Christians in particular. Quan điểm cũ về Phao-lô cho rằng là vị sứ đồ đã ở trong sự xung đột liên tục với lại Do Thái giáo nói chung, cũng như là với một số những Cơ Đốc nhân gốc Do Thái nói riêng. According to the old perspective, Judaism was a legalistic religion dominated by merit theology. Theo cái quan điểm cũ thì Do Thái giáo là một tôn giáo mang tính kinh luật và được chi phối bởi thần học dựa trên công đức. In order for individuals to be saved, they had to fulfill the requirements of the law. Thần học công đức hay ở đây ám chỉ là một người, để cho một người được cứu thì họ cần phải hoàn thành những cái đòi hỏi của kinh luật. Paul's argument was that it is impossible for people to please God in this way. Và lý luận của Phao-lô là người ta sẽ không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời theo cách đó. Modern manifestations of the old perspective concede that Paul did not have a robust consciousness of sin in his pre-Christian life. Những cái biểu hiện hiện đại của cái quan điểm cũ này cho rằng Phao-lô đã không có một cái nhận thức rõ ràng về tội lỗi trong cái cuộc sống của ông trước khi ông theo Chúa. Nhưng cái trải nghiệm của ông trên đường Đa Mách đã khiến cho ông đánh giá lại cái mức độ mà tội lỗi cai trị hay là thống trị trên tất cả mọi người.
But they argue that his experience on the Damascus Road caused him to reevaluate the extent to which sin dominates everyone. Vâng, tôi nhắc lại, đó là chính cái trải nghiệm của Phao-lô trên đường Đa-mách đã khiến ông phải đánh giá lại cái mức độ tội lỗi thống trị trên tất cả mọi người. According to the old perspective, Paul came to believe that everyone is sinful, no matter how zealously they pursued obedience to the law. Theo quan điểm cũ về Phao-lô, thì Phao-lô đã đi đến đức tin rằng tất cả mọi người đều đã phạm tội, dù là người đó có sốt sắng theo đuổi sự vâng phục luật kinh luật đến mức nào đi nữa. That sin separates them from God. Tội lỗi ấy phân cách họ khỏi Đức Chúa Trời. And the old perspective describes God primarily in judicial terms, that is as a judge. Yeah. Là đấng mà những người mà theo quan điểm cũ đó mô tả chủ yếu là bằng cái thuật ngữ tòa án, ám chỉ là ngài là quan án. The sacrifice of Jesus made it possible for people to be saved, and this salvation is appropriated through faith in Christ alone. Sự hy sinh của Đấng Christ khiến cho con người có thể được cứu rỗi, nhưng sự cứu rỗi ấy nhận được chỉ qua đức tin, nhận được là qua đức tin chỉ vào Đấng Christ mà thôi. According to the old perspective, some of Paul's opponents were Jewish Christians who wanted Gentiles to obey the whole law. Theo cái quan điểm cũ về Phao-lô, thì những người chống đối Phao-lô đó là những Cơ Đốc nhân gốc Do Thái, là những người mà muốn cho người ngoài cũng phải vâng theo toàn bộ luật pháp. Paul rejects this demand because it reasserts the importance of meritorious works for salvation, and because it minimizes the importance of Christ's atoning death on the cross. Và Phao-lô đã bác bỏ cái đòi hỏi này, bởi vì đòi hỏi như vậy là lại tái nhấn mạnh cái tầm quan trọng của việc làm để được cứu rỗi. Và đòi hỏi như vậy có nghĩa là làm giảm đi cái tầm quan trọng của cái chết cứu chuộc của Đấng Christ trên thập tự giá. Proponents of the old perspective tend to see tend to see righteousness understood in legal and or moral terms as God's primary character trait. Như đã nói là những cái người theo quan điểm cũ về Phao-lô có cái xu hướng nhìn về sự công chính được hiểu trong thuật ngữ luật pháp hay là đạo đức là cái nét thuộc tính chủ yếu của Đức Chúa Trời. Hence, salvation is chiefly defined as justification, the act of declaring someone to be legally in the right. Điều đó dẫn đến việc sự cứu rỗi chủ yếu là được định nghĩa như là sự xưng công bình, có nghĩa là cái việc công bố một người nào đó là đúng về mặt luật pháp. The old perspective tends to see the doctrine of salvation as the axis around which Paul's thought is oriented. Và quan điểm cũ về sứ đồ Phao-lô có xu hướng nhìn sự cứu rỗi, nhìn giáo lý về sự cứu rỗi hay là cứu thục học như là một cái trục mà tư tưởng của Phao-lô xoay xung quanh đó. The doctrine of humanity and substitutionary atonement are also important features of Paul's thought according to the old perspective. Và giáo lý về con người cũng như là sự cứu chuộc thay thế
của Chúa đó cũng là một nét quan trọng trong tư tưởng của Phaolô theo cái quan điểm cũ về sứ đồ Phaolô. There are a number of problems with this perspective. Cũng có một số những vấn đề nghiêm trọng với quan điểm này. The first and most important is that it seriously misrepresents the nature of Second Temple Judaism. Điều thứ nhất và có lẽ đây là điều quan trọng nhất, đó là nó đã trình bày sai lầm, đã trình bày rất sai lầm về bản chất của Do Thái giáo giai đoạn đền thờ thứ hai. Even second day, or golly, even present day defenders of the old perspective concede that the caricature of Second Temple Judaism as a legalistic religion is built on sources that are too late to be an accurate indicator of views that were held in the first century. I'm sorry, I try to unravel that long sentence. It's okay, but that's the word caricature. What is that? What does it mean? Can you use another word? Yeah, a caricature is a portrait that you paint of someone okay. That's intentionally designed to malign them, to make okay. them bad. I see. Thậm chí là những cái người mà ủng hộ cho quan điểm cũ về sứ đồ Phaolô trong thời hiện tại cũng phải đồng ý rằng cái việc bức tranh hay là cái việc phác họa Do Thái giáo giai đoạn đền thờ thứ hai như là một tôn giáo dựa trên kinh luật được xây dựng trên những nguồn tài liệu quá muộn để cho rằng cái quan điểm như vậy là một cái sự phản ánh chính xác của những người sống ở thế kỷ thứ nhất. Không biết chúng ta có hiểu được cái phần này chưa nhỉ? Tôi diễn tả bằng lời của tôi vậy ha, là ở đây là ông đang phê bình về cái những người mà theo quan điểm cũ về sứ đồ Phaolô. Can I just some minutes to explain a little bit? That's okay. Và thầy đang nói đến cái phần ở đây là trong cái quan điểm cũ về sứ đồ Phaolô đó, tức là liên quan đến việc là Chúa là chủ yếu nhấn mạnh đến nét sự công chính của Chúa rồi sự xưng công bình các thứ vân vân đó, thì thầy đang nói rằng là cái quan điểm này cũng có một số những cái vấn đề nghiêm trọng. Thứ nhất là nó đã đưa ra cái cách hiểu sai, nó hiểu sai về bản chất của Do Thái giáo thời kỳ đền thờ thứ hai, và theo cái quan điểm cũ về sứ đồ Phaolô này thì Do Thái giáo thời kỳ đền thứ hai, đến thời kỳ đền thờ thứ hai á, được coi như là một cái tôn giáo dựa trên kinh luật, nhưng mà cái quan điểm như vậy là nó lại dựa trên những cái nguồn muộn về sau, cho nên nó không phải là một cái sự phản ánh chính xác của những người mà sống trong thời kỳ thế kỷ thứ nhất về Do Thái giáo thời kỳ đền thờ thứ hai. Được chưa ạ? Yeah, okay, go ahead. As such, this view prejudices our understanding both of Second Temple Judaism and of early Christianity. Và như vậy thì cái quan điểm cũ này đã có định kiến trong cách hiểu cả về Do Thái giáo thời kỳ đền thờ thứ hai lẫn Cơ Đốc giáo thời kỳ đầu. Another problem with the old perspective is that it tends to read all of Paul's letters through the lens of Galatians and especially Romans. Một vấn đề khác của quan điểm cũ về Phaolô đó là cái quan điểm này có xu hướng đọc tất cả các cái thư tín của Phaolô thông qua lăng kính của thư Galati và đặc biệt là thư Roma. So one might ask, for example, if justification by faith is so important, why is it partially or wholly absent
from several of Paul's letters. Ví dụ, một người có thể nói như thế này, đưa ra lý lẽ như thế này, là nếu như cái sự xưng công chính bởi đức tin là quan trọng đến vậy, thì tại sao cái điều đó chỉ được trình bày một phần, hoặc là thậm chí là bị thiếu vắng hoàn toàn trong một số lá thư khác của Phao-lô? Similarly, the old perspective does not provide an adequate explanation of Paul's somewhat ambiguous attitude towards the law. Cũng tương tự như vậy, cái quan điểm cũ không đưa ra cái lời giải thích thích đáng cho việc cho cái thái độ đôi khi có vẻ hơi mơ hồ của Phao-lô đối với kinh luật. There is a significant amount of nuance in Paul's discussions of the law. Thực sự là có một cái sự tế nhị đáng kể trong những cái sự bàn luận của Phao-lô về kinh luật. Sometimes his reflections on the law appear to be negative, but sometimes they are surprisingly positive. Đôi khi những cái sự suy những cái tư tưởng của Phao-lô về luật pháp có vẻ như tiêu cực, nhưng đôi khi lại vô cùng tích cực đến mức đáng ngạc nhiên. One way to think about this potential weakness is to ask a simple question. Một trong những cái cách để nghĩ về cái điểm yếu này đó là đặt ra một câu hỏi đơn giản. If Paul is so negative about works of the law, and if works of the law refer to all of the law's commands, then why does Paul base so much of his ethics on traditional Jewish norms, which are derived from the law? Đó là nếu như Phao-lô tiêu cực như vậy về những việc làm của luật pháp, và nếu như những việc làm của luật pháp ám chỉ đến tất cả các điều răn của luật pháp, thì tại sao Phao-lô lại dựa, khi mà trình bày cái phần luân lý hay là đạo đức của ông ấy, lại dựa rất nhiều trên các tiêu chuẩn của Do Thái truyền thống, là những cái tiêu chuẩn được rút ra từ luật pháp? Despite its many problems though, the old perspective is still attractive to a lot of scholars. Bất chấp là có nhiều những vấn đề như thế này, nhưng cái quan điểm cũ về sứ đồ Phao-lô vẫn rất hấp dẫn với nhiều học giả. It presents both Paul and his opponents in a way that is clear, particularly with respect to salvation. Vì nó trình bày cả sứ đồ Phao-lô lẫn những người chống đối ông trong một cách rất rõ ràng, đặc biệt là cụ thể là đặc biệt là liên quan đến khía cạnh cứu rỗi. Furthermore, it takes Paul's emphasis on faith and atonement seriously. Hơn nữa, cái quan điểm cũ này đã rất là nghiêm túc đối với sự nhấn mạnh mà Phao-lô đã làm trên đức tin và sự cứu chuộc. And I especially think that its emphasis on faith is something that is really very important when it comes to how we understand Paul and his doctrine of salvation. Vâng, và tôi nghĩ rằng cái sự nhấn mạnh của Phao-lô về đức tin, cá nhân tôi cũng nghĩ rằng đây là một điều rất quan trọng khi mà chúng ta suy nghĩ về việc Phao-lô và cái tư tưởng của ông, cách hiểu của ông về sự cứu rỗi, hay là thần học về sự cứu rỗi của ông. Now let's turn our attention to the new perspective. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang nói về cái quan điểm mới về sứ đồ Phao-lô. As we noted earlier, the quest for a new perspective on Paul began in earnest with the publication of E.P. Sanders' book, Paul and Palestinian Judaism. Như chúng ta đã nói trước đây, cái cuộc tìm kiếm cho một cái quan điểm mới về sứ đồ Phao-lô bắt đầu diễn ra một cách nôn nả cùng với sự xuất bản cái cuốn sách của tác giả Sanders với tựa đề là Phao-lô và Do Thái giáo xứ Palestine. Sanders argued that the various strands of Jewish thought had a common perspective on soteriology, a view that he termed covenantal gnomism.
I need some time. Okay. Yeah. Just to nomism, is that what you're looking for? No, I need the word here. The exact word nomism. What do you mean by that? Yes, nomism. You might probably the best way to translate that would be something like lawism or something like that, because that's what nomism means in English. Is it's a view related to law. Law. Okay. Sander cho rằng là một số những cái đặc điểm khác nhau trong tư tưởng Do Thái thì đều có một cái quan điểm chung về cứu thục học hay là giáo lý về sự cứu rỗi, tức là một cái quan điểm mà tác giả này gọi là tính kinh luật giao ước. Tôi sẽ tra lại sau nếu như có thể tìm được từ khác hơn. Okay, go ahead. According to this view, Israel had been chosen by God as an act of grace. Theo cái quan điểm này, thì Israel được Đức Chúa Trời lựa chọn như là một hành động bởi ân điển. By his gracious action, God had established a covenant with Israel. Và bởi một cái việc làm ân huệ của Chúa mà Đức Chúa Trời đã thiết lập giao ước với Israel. The law was given as a means by which community members could stay in proper relationship with God. Và luật pháp được ban cho như là một cái phương cách để bởi đó các thành viên trong cộng đồng có thể tiếp tục ở trong một mối quan hệ thỏa đáng với Đức Chúa Trời, thích đáng với Đức Chúa Trời. According to Sanders, Paul does not differ significantly from this view. So there must be something else that Paul was fighting against when was fighting with his fellow Jews about. Theo Sanders thì Paulo cũng không khác lắm, không khác biệt đáng kể so với quan điểm này. Và vì vậy cho nên hẳn phải có một cái điều gì khác khiến cho mà hẳn phải có một cái điều gì khác mà Phao-lô đang tranh chiến với những người đồng hương Do Thái của ông. The precise nature of that something else that they were fighting over has been a matter of significant debate. Và bản chất chính xác của gọi là cái gì đó khác lại là một vấn đề mà được tranh cãi rất nhiều. But scholars of the new perspective usually say that it has to do with how boundary markers were established for the Christian community. Và các học giả theo trường phái quan điểm mới về Phao-lô thông thường nói rằng cái đó có liên quan đến cái việc là cần phải đánh dấu những cái đường biên, cần phải thiết lập những đường biên như thế nào cho cộng đồng Cơ Đốc. In other words, does someone have to join the Jewish community in order to become a Christian? Hay nói cách khác là liệu một người có phải gia nhập vào cộng đồng Do Thái để có thể trở thành Cơ Đốc nhân hay không? In truth, there really isn't a single new perspective on Paul. Sự thật là không phải chỉ có một quan điểm mới duy nhất về sứ đồ Phao-lô. There are a number of new perspectives. Thực ra là có một số những quan điểm mới về sứ đồ Phao-lô. They all reject the rubric proposed by the old perspective, although to differing degrees. Tất cả đều phủ nhận hay là đều bác bỏ những cái quan điểm của cái mô hình của những cái người theo quan điểm cũ đưa ra, mặc dù là mỗi người mặc dù là ở mức độ khác nhau. But they do not agree with one another about what rubric ought to be adopted instead of the old perspective. Nhưng mà đồng thời họ cũng không đồng thuận với nhau về việc là rubric. You mean by rubric here? Rubric. Là phải phải tiếp nhận một cái
cái khuôn mẫu như thế nào, thay vì cái quan điểm cũ thì bây giờ phải tiếp nhận một cái quan điểm như thế nào. There are, however, some points upon which many new prospective scholars agree. Mặc dù vậy, cũng có một số điểm mà những cái học giả theo trường phái quan điểm mới về sứ Phaolô có đồng thuận. Many new prospective scholars, especially N.T. Wright, emphasize covenantal faithfulness in their understanding of God. Nhiều học giả theo quan điểm mới về sứ đồ Phaolô, đặc biệt một học giả có tên là N.T. Wright, nhấn mạnh cái sự thành tín theo giao ước trong cách hiểu của họ về Đức Chúa Trời. For this reason, many of these scholars emphasize the continuity of salvation history. Vì lý do này, cho nên nhiều người trong số các học giả này nhấn mạnh cái tính liên tục trong câu chuyện cứu rỗi. As Wright would put it, all of God's promises to Israel are fulfilled in Christ alone. Như Wright có nói là tất cả những lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Israel là được ứng nghiệm chỉ trong Đấng Christ. Most new prospective scholars argue that Paul did not think his opponents were trying to promote a merit-based understanding of salvation. Đa số các học giả theo quan điểm mới về sứ đồ Phaolô cho rằng Phaolô không nghĩ rằng những người chống đối ông đang cố gắng cổ suý một cái cách hiểu cứu rỗi dựa trên công đức. Rather, these scholars, especially James D.G. Dunn and Robert Jewett, see the issue at stake as being primarily ecclesiological, that is having to do with the doctrine of the church. Thay vì đó, những cái học giả này, đặc biệt là một người có tên là James D.G. Dunn và Robert Jewett, thấy rằng cái vấn đề ở đây chủ yếu là liên quan đến giáo lý về hội thánh. That is, Paul's opponents wanted to require Gentiles to take upon themselves Jewish identity before they became full participants in Christ and in the church. Tức là những người chống đối Phaolô muốn đòi hỏi người ngoài là phải mặc lấy cái nhân dạng Do Thái trước khi có thể trở thành những cái người dự phần đầy đủ trong Đấng Christ và trong hội thánh. According to this point of view, Paul rejects the notion of Gentile circumcision because it undermines his own conviction that Christ receives everyone, regardless of their ethnic origin or their social class or their gender especially. Theo quan điểm này thì Phaolô đã khước từ cái đòi hỏi là người ngoại phải chịu phép cắt bì. Dựa trên cái việc là cái đòi hỏi như vậy thì nó sẽ làm suy yếu cái niềm tin quyết của ông rằng Đấng Christ tiếp nhận tất cả mọi người không phụ thuộc vào nguồn gốc, sắc tộc hoặc là giới tính của họ. After all, it's not possible for a woman to be circumcised. And if circumcision is the sign of acceptance by God, what does that say about whether women are full members of the worshiping community? Yeah. Suy cho cùng thì rõ ràng là những người nữ không thể chịu phép cắt bì. Nếu như phép cắt bì là cái dấu hiệu buộc phải có của việc là một người được tiếp nhận vào trong cộng đồng của dân Chúa. As for God's righteousness, this idea is substantially redefined. Còn về khía cạnh sự công chính của Đức Chúa Trời thì cái ý tưởng này cũng đã được tái định nghĩa lại một cách khác đáng kể. Scholars like N.T. Wright define it in terms of God's faithfulness to his character and his promises. Các học giả giống như là N.T. Wright đã định nghĩa cái sự công chính của Đức Trời giờ đây
theo cái khía cạnh là sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với thuộc tính và những lời hứa của Ngài. Scholars like Philip Esler define it in terms of a social commodity which God possesses and makes available to humans through Christ. Còn những học giả như là Philip Esler thì lại định nghĩa sự công chính của Đức Trời giờ đây trên cái thuật ngữ về về social commodity. Yes, a social good, something that you would trade of that is of value socially, like honor or friendship or shame or what, you know, whatever it happens to be. So believe me, I have trouble understanding this too, actually, by the way. I'm not quite sure what Esler's trying to do, but yeah, I understand the word, but what do you mean by social commodity? It's yeah. A good, the whole, I mean the whole concept, not the yeah, that's I wish I understood it, to be perfectly honest. It is a, for Esler, righteousness is just this, it's this thing that you desire that God wants, or maybe that God has that you want, okay? And it's given to a group of people. That's why it's a social commodity. It's not something that God gives to you. It's something that God gives to the group, okay? And so it's something that makes the group positively distinctive. He doesn't get a whole lot more specific than that, and that's why I think his definition is so poor. Okay. Còn những học giả, tôi đi tiếp cái ý này ha, mặc dù cái ý này nó rất là mơ hồ. Những học giả như là Philip Esler thì là định nghĩa giờ đây định nghĩa cái sự công chính của Đức Chúa Trời theo cái khía cạnh như là một cái hàng hóa xã hội mà Đức Chúa Trời sở hữu và con người và là đã làm cho con người có thể nhận được qua Đấng Christ. Tôi có đề nghị thầy giải thích rõ hơn cái này, nhưng mà thầy cũng có nói rằng là ngay cái định nghĩa của ông này đưa ra cũng rất là không rõ ràng. Vâng. Okay. Either way, the importance of substitutionary atonement is diminished. Dù bằng cái cách nào đi nữa thì chúng ta thấy rằng cái tầm quan trọng của sự cứu chuộc thay thế, sự chuộc tội thay thế cũng đã bị giảm nhẹ. Some simply argue that substitutionary atonement is not really present in Paul. Một số người đơn giản cho rằng là sự chuộc tội thay thế là thực sự không có ở trong sứ đồ Phao-lô. While others argue that the substitutionary view of atonement is simply one of a number of ways that Paul uses to interpret what happens on the cross. Còn những người khác thì lại cho rằng cái quan điểm thay thế về sự chuộc tội đơn giản chỉ là một trong số những phương cách mà Phao-lô sử dụng để thông giải cái điều đã diễn ra ở trên thập tự giá. Likewise, personal faith is thought to be of less importance, is thought to be a less important part of Paul's thinking. Instead, the faithfulness of Jesus is seen as the lens, is seen as the means by which salvation is made available to the community of believers. Tương tự như vậy, đức tin cá nhân được cho rằng là có một cái phần quan trọng, phần ít quan trọng hơn trong cái cách nghĩ, trong cách tư duy của Phao-lô. Thay vì đó là sự thành tín của Đức Chúa Giê-xu được nhìn thấy như là một cái phương cách bởi đó mà sự cứu rỗi có thể đến với cộng đồng của các tín đồ. Và việc dự phần vào trong đời sống của một cộng đồng được coi như là một phương cách bởi đó mà những cá nhân nhận được sự cứu rỗi. Participation in the life of the community. Có cần nhắc lại không? I repeat the
the passage, you know, because it's quite long. Oh, okay. So I'll repeat it to them. Okay. Và cũng tương tự như vậy ha, cái tiếp theo ở trong cái quan điểm mới về sư đồ Phaolô đó thì tương tự như vậy, đức tin cá nhân được cho là có là ít quan trọng hơn trong cái cách tư duy của Phaolô. Thay vì đó thì chính cái sự thành tín của Chúa Giêsu được coi như là một cái phương cách, bởi đó mà một cộng đồng đức cộng đồng tín đồ có thể được cứu rỗi, và việc dự phần vào trong đời sống của cộng đồng được coi như là phương cách, bởi đó mà một cá nhân nhận được sự cứu rỗi. Participation in the life of the community is seen as the means by which salvation is acquired by the individual. Vâng, và tôi nhắc lại, đó là việc tham gia vào trong đời sống của một cộng đồng, đức tin chính là cái phương cách, bởi đó mà một cá nhân nhận được sự cứu rỗi. Especially for N.T. Wright, the goal of salvation is not merely forgiveness of sins and life after death. Đặc biệt là đối với N.T. Wright, thì cái mục tiêu của sự cứu rỗi không chỉ đơn thuần là sự tha thứ tội lỗi và sự sống sau cái chết. It is participation in God's redemptive and transformative work, a work that certainly impacts the individual and their social unit, but that also extends to the entirety of the created order. Thay vì đó là cái việc dự phần vào trong cái công việc cứu chuộc và biến đổi của Đức Chúa Trời là một cái công việc mà chắc chắn sẽ ảnh hưởng trên cá nhân và những đơn vị xã hội, nhưng đồng thời nó cũng mở rộng trên toàn bộ trật tự của họ tạo, trật tự của trật tự đã được tạo lên. The new perspective on Paul has much to recommend it. Quan điểm mới về sứ đồ Phaolô cũng có nhiều điều để khen ngợi. The new perspective has probably rightly understood the circumstances surrounding Paul's letters. Quan điểm mới về Phaolô có lẽ đã hiểu đúng về những cái hoàn cảnh xung quanh những lá thư của Phaolô. The issue of how religious and ethnic identities are related to one another was probably the primary, but certainly not the only, issue that Paul confronted in Galatians and Romans. Cái vấn đề, cái câu hỏi về cách các cái nhân dạng tôn giáo và sắc tộc khác nhau cần phải có cái mối quan hệ với nhau như thế nào, có lẽ là một cái vấn đề chủ yếu, tuy nhiên đây không phải là vấn đề duy nhất mà Phaolô đã phải đương đầu ở trong Galati, thư Galati và trong thư Roma. The new perspective has also rightly emphasized the many layers that must be seen in Paul's Christology, and especially in Paul's theory of atonement. Vâng, và cái quan điểm mới về sứ đồ Phaolô cũng đã nhấn mạnh một cách đúng đắn về nhiều tầng, về việc là chúng ta cần phải nhìn thấy nhiều tầng trong giáo lý về đấng Christ của sứ đồ Phaolô, đặc biệt là trong cái thuyết của sứ đồ Phaolô về sự chuộc tội. Jesus did not simply obtain forgiveness for humanity. He did that, but he also rescued humanity from slavery to sin and made it possible for people to have victory over death, among other things. Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là mang đến sự tha tội cho nhân loại, Ngài còn cứu nhân loại khỏi làm nô lệ cho tội lỗi và khiến cho nhân loại có thể có chiến thắng trên chết trong số nhiều những thứ khác nữa. The new perspective has also forced scholars to take a second look at the nature of Paul's relationship to the Old Testament, and has forced scholars and ministers alike to think again about the kind of community the church should be. Quan điểm mới về sứ đồ Phaolô cũng buộc các học giả phải nhìn lại một lần nữa về bản chất
của mối quan hệ hay là cái thái độ của Phaolô đối với cựu ước, và nó cũng buộc các học giả cũng như là những người hầu việc Chúa phải nghĩ lại về việc cái cộng đồng của hội thánh thì cần phải là như thế nào, cái loại hình cộng đồng của hội thánh phải như thế nào. In spite of these contributions, the new perspective has also been sharply criticized, especially by scholars from a traditional Lutheran or Reformed perspective. Mặc dù có những cái đóng góp như vậy, nhưng mà cái quan điểm mới về sứ đồ Phaolô cũng đã bị phê bình một cách rất là dữ dội, bởi đặc biệt là bởi những học giả đến từ cái quan điểm Lutheran truyền thống hoặc là quan điểm cải chánh. Like the old perspective, the most important flaw in the new perspective is the way that it describes Second Temple Judaism. Giống như quan điểm cũ về sứ đồ Phaolô, có lẽ cái sai lầm quan trọng nhất, cái nhược điểm quan trọng nhất trong cái quan điểm mới về sứ đồ Phaolô là ở cái cách mà nó mô tả Do Thái giáo giai đoạn đền thờ thứ hai. Sanders was right to criticize how the Judaism of Paul's day had been understood, but the rubric or schema which he with which he replaced the old perspective was itself reductionist. Sanders đã đúng khi ông phê bình về cái cách mà Do Thái giáo của thời kỳ Phaolô đã bị hiểu như thế nào. Tuy nhiên, cái cách thức, cái mô hình mà ông đưa ra nhằm thay thế cho quan điểm cũ, nó cũng hơi bị đơn giản hóa. To argue, as the New Perspective scholar A.E. Harvey has done, that no Jew in Paul's day would have ever said that one is saved by good works flies in the face of the evidence. Để cho rằng, giống như là học giả theo quan điểm mới có tên là A.E. Harvey đã làm, ông này đã cho rằng là không có một người Do Thái nào vào thời của Phaolô lại nói rằng sự cứu rỗi là bởi việc làm. Và nếu mà nói như vậy á, là thực sự là chúng ta đang đi ngược lại hoàn toàn với lại bằng chứng. Covenantal nomism was a common perspective in the Judaism of the first century, but it was not the only perspective that people held during that time. Chủ nghĩa kinh luật theo giao ước là một cái quan điểm phổ biến, nhưng nó không phải là một quan điểm duy nhất. Further, the new perspective has the new perspective has too quickly dismissed faith and substitutionary atonement as central elements of Paul's teaching. Hơn nữa, cái quan điểm mới về sứ đồ Phaolô cũng đã bỏ qua, đã nhanh chóng bỏ qua hay là giảm nhẹ đức tin và sự chuộc tội thay thế như là những yếu tố trọng tâm trong sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô. Similarly, the new perspective has subordinated the concerns of soteriology to those of ecclesiology. Và cũng tương tự như vậy, cái quan điểm mới về sứ đồ Phaolô đã khiến cho cái giáo lý về sự cứu rỗi bị phục dưới quyền của giáo lý, tức là bị coi nhẹ hơn là giáo lý về hội thánh. Most new perspective scholars would vigorously defend this subordination, but their opponents in the old perspective see in it a diminishment of the importance of Paul's most important contribution to Christianity, that is, salvation by faith, by grace through faith alone. Đa số các học giả theo quan điểm mới về sứ đồ Phaolô sẽ bảo vệ dữ dội cái
cái việc coi nhẹ này, tức là coi giáo lý về sự cứu rỗi bị coi nhẹ hơn so với giáo lý về hội thánh đó. Nhưng mà những người chống lại họ, tức là những người mà theo cái quan điểm cũ về sứ đồ Phaolô, nhìn thấy rằng là làm như vậy có nghĩa là chúng ta đang coi nhẹ cái đóng góp quan trọng nhất của sứ đồ Phaolô đối với cơ đốc giáo, đó chính là giáo lý về sự cứu rỗi bởi đức tin, chỉ bởi đức tin và qua ân điển mà thôi. New Perspective scholars have a bad habit of reading all of Paul's thought through the lens of their specific rubric without noting the ways that specific texts defy their method of explanation. Các học giả theo quan điểm mới về sứ đồ Phaolô có một cái thói quen xấu trong việc đọc tất cả những thư tín của Phaolô thông qua cái lăng kính của cái mô hình cụ thể của chính họ, mà không lưu ý đến một việc là những cái bản văn cụ thể trong thư tín của Phaolô á, nó phủ nhận cái cách giải thích của chính họ. It is also quite doubtful that the language of righteousness can be understood without reference to God's own moral rightness. Right. Oh, moral what? Instead of rectitude, put yeah. rightness there. That's what rectitude means. It means your. It means the rightness of your beliefs or practices or whatever. Okay. Sự đúng đắn. Okay. Đồng thời cũng rất là đáng nghi ngờ về việc là cái ngôn ngữ về sự công chính này có thể được hiểu, hay là cái từ ngữ về sự công chính ấy, lại có thể được hiểu mà lại không nhắc tới cái sự chính trực đạo đức của chính Đức Chúa Trời. Okay, for the sake of time, we are going to skip the section on the apocalyptic perspective on Paul. Và vì cớ thời gian cho nên chúng ta sẽ bỏ qua phần cái quan điểm khải huyền này về sứ đồ Phaolô. You will not be tested on this material. Sẽ không có về phần này trong bài kiểm tra. For which they're going to be very happy. And, can we rest a little bit? All right, let's do the conclusion and then we will go to a break. Okay. Chúng ta làm kết luận đã trước khi chúng ta nghỉ giải lao. Because I think later maybe people have some question. Ah, yes. Yeah, okay. Concerning this thing. Yeah, okay. Yeah, it's very difficult. All right. Let's go to the conclusion here. Trước hết chúng ta chuyển sang phần kết luận đã, cái phần về các cái quan điểm về Phaolô trước đã. Yeah. One of the criticisms leveled by proponents of the new perspective against the old perspective is that it tends to reflect the concerns of Martin Luther rather than those of Paul. Một trong số những cái lời phê bình mà những cái người ủng hộ quan điểm mới về sứ đồ Phaolô đưa ra để chống lại những cái người theo quan điểm cũ về sứ đồ Phaolô, đó là những người theo quan điểm cũ về sứ đồ Phaolô có vẻ như muốn bảo vệ những cái sự lưu tâm của Martin Luther hơn là bảo vệ cái quan điểm của Phaolô, muốn luôn lưu tâm về Martin Luther hơn là về Phaolô. It seems to me, however, that each of these perspectives is guilty of reading its own interests and its own concerns back into Paul. Tuy nhiên đối với tôi thì có vẻ như mỗi một cái quan điểm này đều mắc phải cái lỗi là đọc thấy cái lợi ích cho chính mình và cái sự quan tâm của chính mình trong những cái can you repeat the, okay can you paraphrase okay the passage? Tôi sẽ hỏi lại thầy rồi tôi sẽ dịch lại phần này. It seems to me that all of these perspectives are guilty of reading their own interests and their own concerns back into Paul.
Yeah. Instead of interpreting what Paul is saying, yeah, they're imposing sort of their own idea. Okay. Đối với tôi có vẻ như là cả hai cái quan điểm này đều mắc vào cái lỗi là họ đọc thấy trong Phaolô những cái sự quan tâm hoặc là những cái sự những cái mối bận tâm của chính mình. Họ cho rằng là Phaolô có cái đó, nhưng mà trên thực tế thì đó là những cái sự quan tâm và những cái mối bận tâm của chính họ. This is understandable. After all, we all practice our devotion to Christ in a particular historical, cultural and social context. Điều đó thực ra thì cũng có thể hiểu được thôi, bởi vì là suy cho cùng thì tất cả chúng ta đều đang có cái lòng tin, sự tận hiến với Đấng Christ, sự cam kết với Đấng Christ trong một cái bối cảnh lịch sử, văn hóa và xã hội cụ thể, cho nên là ai thực ra cũng bị ảnh hưởng như thế. That context raises questions, and we have to figure out how God would have us answer those questions. Những cái bối cảnh đó nó đặt ra những câu hỏi và chúng ta thì lại cố gắng tìm hiểu xem là Đức Chúa Trời sẽ trả lời, sẽ muốn chúng ta trả lời cho những câu hỏi đó như thế nào. Still, it seems to me that scholars need to be more honest about the role that pastoral concern plays in how they interpret Paul. Mặc dù vậy, đối với tôi có vẻ như các học giả cần phải thành thật hơn về cái vai trò của cái mà cái mối mối bận tâm mang tính chất chăn bầy cần phải có trong cái cách họ thông giải về Phaolô. I also think that neither the old perspective nor the new perspective have a monopoly on the proper understanding of Paul. Tôi cũng nghĩ rằng là cả quan điểm cũ lẫn quan điểm mới đều không thể có cái sự độc quyền trên cách hiểu thích đáng về sứ đồ Phaolô. The apostle's thought is actually pretty complex. Tư tưởng của sứ đồ Phaolô thực tế là khá phức tạp. And there is room in it for both a robust concern for soteriology and a passionate commitment to a specific understanding of the church. Và trong tư tưởng của sứ đồ Phaolô có chỗ cho cả việc rất quan tâm về cứu thục học hay là giáo lý sự cứu rỗi đấy, cũng như là một cái sự cam kết đầy đam mê với một cái cách hiểu cụ thể về hội thánh. I appreciate scholars like Kevin Van Hooser and Douglas Moo who have called for a ceasefire between the warring factions in Pauline studies. Yeah. Và tôi rất là đánh giá những học giả như là Kevin Van Hooser và Douglas Moo là những người đã kêu gọi ngừng bắn giữa các cái bên đang tranh chiến với nhau trong cái việc nghiên cứu về Phaolô. These brave souls have tried to find a middle ground between old perspective and new perspective, but it will take a great mind indeed to who can incorporate all of the various strands of Paul's thought into a single explanatory system. Những con người rất là dũng cảm này đã cố gắng để thử tìm một cái con đường trung dung giữa cái quan điểm mới và quan điểm cũ. Tuy nhiên, có lẽ phải cần có một cái đầu rất là lớn, tâm trí rất là lớn để có thể tích hợp được tất cả những cái quan điểm khác nhau về tư tưởng của Phaolô thành một cái mô hình thống nhất. I understand the importance of the issues that are at stake in these arguments. Và mặc dù vậy, tôi cũng hiểu cái tầm quan trọng của những vấn đề được đặt ra tại đây. Several of the major scholars from each of the perspectives have argued that it is the very nature of the gospel that is under consideration. Một số học giả đã nêu ra rằng thực ra là trong cái cuộc tranh luận, các quan điểm về sứ đồ Phaolô này là thực ra là nó liên quan đến chính bản chất trong cách hiểu của chúng ta về tin lành. When issues of this magnitude have been debated within the church,
results have sometimes been tragic. Và khi những vấn đề mà tầm cỡ như thế này mà được tranh cãi ở bên trong hội thánh thì cái hậu quả nhiều khi là rất thảm họa. We need to learn from the past. Chúng ta cần phải học từ quá khứ. We cannot allow false renditions of the gospel to persist either in the church or in the university. Chúng ta không được phép chúng ta không thể cho phép những cái cách hiểu sai về phúc âm mà cứ tiếp tục tồn tại kể cả là trong hội thánh hay là trong các trường đại học. Nevertheless, we have to approach these conversations with honesty, humility and dedication to the truth. Mặc dù vậy, chúng ta cần phải tiếp cận tất cả những cái cuộc trò chuyện này với một tấm lòng, với sự trung thực, với sự hạ mình và với sự cam kết với chân lý. Very well. Very that, good conclusion. Yeah, thank you. That concludes our discussion of the scholarly perspectives on Paul, and we're going to take a much needed break now. Okay. Vâng, và đây là phần kết cho cái cuộc bàn luận của chúng ta về các quan điểm về sứ đồ Phaolô, và chắc chắn là bây giờ chúng ta đang rất cần giải lao rồi.